Sáng nay, đồng chí Võ Văn Dũng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương đã đến viếng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Cùng tham dự lễ viếng còn có Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông, đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Bình Tân, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Bạc Liêu. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Dũng cùng đoàn đã kính cẩn dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Nguyện hứa sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Tại đây, đồng chí Võ Văn Dũng chúc Tết và tặng nhiều phần quà cho Ban Quản lý Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên hai câu lạc bộ thắp hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp xuân về Tết đến, đồng chí Võ Văn Dũng chúc Ban Quản lý Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên hai câu lạc bộ thắp hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều sức khỏe, đón xuân mới vui tươi hạnh phúc và tiếp tục duy trì hoạt động thắp hương Đền thờ Bác. Hai câu lạc bộ thắp hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó câu lạc bộ nữ có 29 thành viên, câu lạc bộ nam có 43 thành viên, đều đặn từ năm 2015 đến nay hàng ngày đến đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi để thắp hương Bác Hồ. Chiều nay tại Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Võ Văn Dũng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương đã có buổi gặp gỡ, chúc Tết và tặng quà cho công nhân, người lao động khó khăn thuộc Công đoàn tỉnh Bạc Liêu nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023. Dự buổi gặp gỡ còn có đồng chí Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Bình Tân, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy. Tại buổi chúc Tết, đồng chí Võ Văn Dũng chia sẻ những khó khăn, động viên mọi người nỗ lực hơn nữa trong lao động sản xuất, vượt qua khó khăn vươn lên cho cuộc sống. Đồng thời ghi nhận những cống hiến thầm lặng của những công nhân lao động thuộc Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh đã góp phần tạo nên một diện mạo thành phố Bạc Liêu thêm sạch đẹp, văn minh. Đồng chí cũng đã gửi đến tất cả công nhân lao động những lời chúc tốt đẹp và đón một năm mới vui tươi, ấm áp và hạnh phúc. Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Võ Văn Dũng đã trao 100 suất quà cho công nhân lao động khó khăn, mỗi suất quà gồm hiện vật trị giá 300.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt.